Anh em nha, hôm nay 22 tháng 6 năm 2020 nha. Hiện tại em còn 1, 2, 3 5 bộ đồ nồng 110, hàng zin theo xe. Tình trạng là tất cả những này là hàng tháo xe đang chạy nổ bình thường ha. Lòng có cốt, cốt nhỏ thôi, khoảng cốt 2 đổ về, cốt 1, cốt 2 gì đó. Nói chung là bê tông là đang im, bao chạy. Giá cho full một bộ đầu nồng này là em bán là 2,2 triệu một bộ ha. Anh em mua về chạy liền. Thì trong đây là đa số là nó ở đây chỉ có một bộ là của Future 1 thôi, còn nhiêu là của Quay Thái 110 hết nha anh em. Thì anh em biết là Future 1 Quay Thái 110 là nó như nhau. Đây anh em. Đó. Full nha, full luôn, đầy đủ cam cò, lò xo đầu, nói chung là tất cả này là hàng rã xe đang chạy nổ bình thường. Bao anh em là về gắn chạy liền. Lòng có cốt nha. Full một bộ thì em bán 2,2 triệu một bộ, anh em mua về chạy. Đúng Quay Thái 110 hết. Đó. Anh em có nhu cầu alo em qua số điện thoại là 0933 996 332. Đầu nồng 110 có cốt. Có cốt là em bán giá này nha. Nên anh em đừng có hỏi giá này mà đòi S Tăng Đa chứ không có đâu anh em ơi. Giá này anh em ở S Tăng Đa chưa mua được cái lồng nữa. Đó, anh em có nhu cầu alo em qua số điện thoại là 0933 996 332. Đầu lồng 110. Quay Thái 110, hàng zin theo xe, lòng có cốt, bao im, về chạy liền, giá 2,2 triệu bộ. Đó. Ở đây đồ em theo xe cũng đồ cũng còn rất là nhiều. Vỏ lòng em pha zin theo xe nè, 250 cái. Lốc bơm dứt rời 110, 2,2 triệu miếng zin theo xe ha. Đầu lòng Yashinot 4 van nè, 1,4 triệu bộ. Đó, vỏ đầu em pha này kia, lốc màu đồ ở đây em rất là nhiều. Anh em cần muốn nào cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại là 0933 996 332. Shop tùng xe máy Quốc Thắng.